Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chuyên mục Đồng hành cùng nhà đầu tư của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, phát sóng định kỳ vào lúc 16 giờ 50 phút thứ năm hàng tuần. Chủ đề chính của chuyên mục Đồng hành cùng nhà đầu tư hôm nay sẽ là: Nguồn nhân lực sau dịch bệnh vẫn còn chưa đáp ứng đủ nhu cầu phát triển kinh tế trong giai đoạn phục hồi, làm thế nào để chủ động về số lượng và chất lượng lao động cho hoạt động của dự án là bài toán của nhiều doanh nghiệp. Bài toán này phải được tính từ ngay trong tâm điểm của khó khăn, nếu đợi đến thời điểm này sẽ là quá muộn. Sau đây là chi tiết của chương trình, bắt đầu bằng tiểu mục Điểm sáng. Kính thưa quý vị, tập trung dỡ bỏ rào cản đối với hoạt động đầu tư kinh doanh do sự chồng chéo, mâu thuẫn không hợp lý của các quy định pháp luật, đó là một trong những nội dung quan trọng tại Nghị quyết 02 của Chính phủ năm 2022 nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Một số nội dung chính của Nghị quyết số 02 sẽ giúp doanh nghiệp có môi trường đầu tư thuận lợi hơn khi quản lý nhà nước bắt buộc phải thực hiện các yêu cầu sau: cắt giảm danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và cải cách điều kiện kinh doanh, tập trung dỡ bỏ rào cản đối với hoạt động đầu tư kinh doanh do chồng chéo, mâu thuẫn không hợp lý, khác biệt của các quy định pháp luật, tiếp tục thúc đẩy cải cách quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tăng cường cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh gắn với đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho địa phương và kiểm tra giám sát, và một số nội dung khác liên quan đến nâng tầm môi trường đầu tư hiện đại, hội nhập. Trong tháng 4, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn trong giai đoạn phục hồi kinh tế. Đây là lúc các doanh nghiệp cần sự trợ giúp của chính quyền để hướng dẫn hỗ trợ nhằm giảm bớt những thủ tục hành chính cần thực hiện. Song song đó, qua công tác thanh kiểm tra, các cơ quan quản lý nhà nước cũng sớm phát hiện những sai phạm của doanh nghiệp để chấn chỉnh kịp thời, đặc biệt là vấn đề về bảo vệ môi trường và các chế độ chính sách dành cho người lao động. Kính thưa quý vị, giữ nguồn nhân lực cho dự án trong giai đoạn khó khăn là bài toán khó đối với các chủ đầu tư. Nhiều doanh nghiệp phải bỏ chi phí cao để giữ chân người lao động, đặc biệt là nhân lực trọng yếu. Đến giai đoạn hiện nay, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 đã giảm tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thì việc phát triển nguồn nhân lực để tăng tốc là vấn đề lớn đối với các chủ đầu tư. Nguồn nhân lực luôn là một thách thức không nhỏ đối với dự án. Như doanh nghiệp tư nhân Thanh Hào tại cụm công nghiệp chế biến hải sản Lộc An, việc chuyển dời từ nơi sản xuất trước đây vào cụm công nghiệp cũng tác động đến nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Nay đã là năm thứ tư vào hoạt động trong cụm công nghiệp, nhưng nguồn nhân lực vẫn chưa đáp ứng nhu cầu. Tác động của dịch bệnh COVID-19 càng khiến cho người lao động ngần ngại đi làm xa nhà. Doanh nghiệp chủ động xe đưa rước, phụ cấp xăng xe cho người lao động, nhưng vẫn không thu hút đủ nhân lực theo nhu cầu. Khi mà di dời qua đây á, thì cái rất là khó khăn về cái thứ nhất là về phần nhân lực. Tại vì á, ở cái khu vực này á, nó rất là xa với cái khu dân cư, và cái nguồn nguyên liệu lúc trước, cái nguồn nhân lực lúc trước á, là chủ yếu là bên phía bên Long Hải, Phước Hải. Thì cái khoảng cách nó xa như vậy á, thì công nhân, một số công nhân á, người ta di chuyển qua cái nhà máy khác. Thì vào trong đây á, thì công như mấy chị đã thấy, công ty đã tăng thêm cái lượng xe đưa rước, cũng hỗ trợ tiền xăng cho công nhân. Số lượng lao động á, nó thì ít hơn lúc trước, tại vì á, những người ta vẫn thích đi làm gần nhà. Hiện nay tại các khu công nghiệp đã có trên 50.000 lao động làm việc. Theo đánh giá của Sở Công Thương, hoạt động sản xuất tại các khu công nghiệp đã cơ bản ổn định. Tuy nhiên, tình trạng thiếu lao động vẫn xảy ra ở nhiều ngành nghề, đặc biệt là những nhà máy có đông người lao động. Nguyên nhân chính vẫn là tình trạng nhiễm COVID-19, khiến người lao động phải nghỉ việc. Đây là một thách thức trong việc sắp xếp nguồn nhân lực của các doanh nghiệp, bởi đa phần các lao động chỉ tinh thông một công đoạn sản xuất. Nếu bị trống một công đoạn, toàn bộ dây chuyền có nguy cơ ngừng hoạt động. Vì vậy, người lãnh đạo nhà máy giỏi phải biết cách bố trí nhân sự sao hợp lý, và phải có định hướng đào tạo đa ngành nghề cho lao động nhằm đề phòng trường hợp đứt gãy xảy ra ở một công đoạn sản xuất. Doanh nghiệp hiện tại thì vẫn đang còn gặp nhiều khó khăn, và đa số là do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thì cái khó khăn ở đây là giống như vẫn còn rất nhiều người lao động là bị nhiễm COVID nên là không thể đến nơi làm việc được, thì bên mình sẽ bị thiếu cái nguồn lao động, không có người làm. Hiện tại là vẫn tăng ca để đáp ứng được cái đơn hàng.
thời gian vừa qua, chính phủ đã có nhiều chính sách trợ giúp cho doanh nghiệp nhằm bảo toàn giá trị lao động, như Nghị quyết 68, 126 năm 2021, Nghị quyết số 11 năm 2022. Đặc biệt, chương trình cho doanh nghiệp dây trả lương người lao động được triển khai đã giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tạo sự an tâm cho người lao động. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng tiếp cận được chính sách này. Toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có hàng trăm doanh nghiệp đông lao động, nhưng chỉ có 14 doanh nghiệp hiện đang có dư nợ cho vay tại Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh thuộc chương trình cho vay trả lương cho người lao động. Chỉ có những đơn vị bảo đảm được các điều kiện về lao động ổn định từ trước đến nay, đặc biệt là đóng bảo hiểm đầy đủ cho người lao động với mức đóng bảo hiểm lao động không quá thấp, thì số vốn được vay mới có tác động tích cực đến người lao động và doanh nghiệp. Thực tế thì rất là mừng và rất có ý nghĩa, bởi vì cái đỉnh điểm của khó khăn thì người lao động họ có được lương. Thứ nhất là tôi giữ chân được người lao động. Thứ hai nữa là san sẻ được cái khó khăn của công ty. Và cái quan trọng nhất mà tôi thấy có ý nghĩa, tức là lúc nào công ty cũng có một cái chỗ dựa vững chắc của đảng, nhà nước, của cấp trên, lúc nào quan tâm đúng cái thời điểm mà doanh nghiệp đang cần. Ngành du lịch đang bước vào mùa cao điểm năm 2022. Dự báo lượng du khách sẽ tăng mạnh bởi tâm lý e ngại dịch bệnh đã không còn áp lực như trước kia. Đến thời điểm này, đa phần các khu du lịch nghỉ dưỡng, resort đã full phòng cho lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Du khách đông vừa là cơ hội cũng vừa là thách thức cho doanh nghiệp quản lý dự án du lịch khi nhiều lao động đã nghỉ dài hạn hơn một năm qua và bây giờ lại đòi hỏi số lượng tăng đột biến. Cũng may là trong thời gian vừa qua, qua cái mùa dịch bệnh, thì toàn bộ nhân lực chúng tôi vẫn còn trụ lại với công ty. Vì vậy là chúng tôi cũng không bị động về vấn đề thiếu nhân lực, mà trái lại thì có lẽ là các anh em là cũng phải làm tăng ca nhiều hơn bởi vì cái lượng khách, nhưng cũng không đến nỗi thiếu hụt nhân lực. Nhiều chủ đầu tư dự án du lịch thừa nhận trong thời gian qua phải cố gắng lắm mới giữ được nguồn nhân lực chủ chốt. Số còn lại đành phải chấp nhận cho nghỉ việc. Trong khi đó, nguồn nhân lực ngành du lịch cũng không dễ đào tạo. Vì vậy, các doanh nghiệp khó tránh khỏi lúng túng trong giai đoạn phục hồi. Một số doanh nghiệp có biện pháp đào tạo tại chỗ để nhanh chóng đáp ứng nguồn nhân lực cho mùa cao điểm du lịch biển từ nay đến tháng 10. Chúng tôi dựa trên cái nền tảng những người mà gọi là thật sự gắn bó ngành du lịch đó để phát triển trong cái mùa Covid cũng như sau Covid. Bên cạnh đó thì chúng tôi luôn luôn tuyển thêm những nhân sự mới vào và đào tạo trực tiếp, gọi là on job luôn. Công việc thì vừa làm vừa train-in. Nhân sự của bên chúng tôi hiện tại thì vẫn đáp ứng được cái nhu cầu là phục vụ cho tất cả các khách ở full phòng trong dịp cao điểm. Thưa quý vị, bài toán giữ nhân lực trong giai đoạn phục hồi và tăng tốc trở lại của các doanh nghiệp sẽ có đáp án đúng nếu chủ đầu tư nhìn nhận được giá trị của nhân lực trong kế hoạch phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Nếu giữ chân được lao động qua giai đoạn khó khăn, thì chủ đầu tư sẽ không phải bỏ ra một chi phí không nhỏ để đào tạo hoặc đào tạo lại. Song song đó, việc tạo dựng môi trường đầu tư lành mạnh, thân thiện, gắn kết vì người lao động cũng là một yếu tố giúp người lao động gắn bó và đồng cảm với doanh nghiệp trong bất kỳ tình huống nào. Đến đây thì chuyên mục Đồng hành cùng nhà đầu tư xin được phép kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị cũng trong khung giờ này tuần sau.